một lời nguyện cầu gửi đến gia đình của Nami. Ôi thắng một cái chắc là gáy vang trời. Ô hãy im lặng. Gì hãy im lặng cái gì đó quên mất cái từ rồi, MCK nói cái gì đó. Bán kẹo nãy giờ bao thắng trời, nhưng mà bán kẹo bán 1.000 bịch, bán kẹo bán 3.000 bịch, hôm nay bán 3.000 bịch kẹo má. Trời ơi mà về được có tí xíu à, dù về được có tí xíu mà mọi người bán kẹo có về được nhiều tiền đâu. Chị có em bé mà thức khuya thế thì mới làm việc xong mà giờ cũng chuẩn bị là lên đi ngủ nè, muốn lên live nói chuyện mọi người tí xíu nè, mọi người tí xíu. Nhưng mà cái là cũng chưa xong việc thiệt nha, cũng chắc chưa xong việc cũng nhiều. Phải 1:30 mới ngủ ấy. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm là Lucy sẽ gọi là Lucy hello, sẽ dáng đi ngủ sớm. Hello Hoa Tường, hello mọi người. Bà Nam bây giờ live stream phụ ba mẹ kìa. Trời ơi, để cái đủ tuổi là bắt live stream liền luôn á. Hello, hello Hawaii. Chị hai rồi mà. Ai nó đổi cái tóc giả nó mắc cười quá chồng. Sao đổi tóc giả nó mắc cười thế nhờ? Trông ghét ghê. Coi cái... rồi coi clip Nami đổi tóc giả chưa? Nè, clip Nami đổi tóc giả này. Thấy không? Này, đổi giả giống như một em bấm bề. Cho mày. Ủa? Đâu rồi, cái mặt thấy ghét lắm, mặt thấy ghét ghê luôn á. Nó nhanh quá, chồng cũng cho mọi người xem chớp nhoáng thật đi. Em mê anh chị lắm nhưng mà em là fan của Nami rồi. Nói chung là anh chị cũng quen với cái số phận này rồi. Ghét đâu thì ghét đâu, đỡ giả. Nó cười. Nhưng mà chắc là sẽ có một em bé nữa giống y chang Nami. Lúc đó mọi người lại phải nghĩ là không biết là đứa này sẽ giống bố hay giống mẹ ấy. Không biết, nhưng mà mình cũng có đi hỏi nhiều. Tại mình cũng tò mò. Mình cũng tò mò tại mình kiểu không biết là có kiểu đứa nào giống mình không ấy. Kiểu không lẽ đẻ hai đứa không giống mình. Ủa Nam ấy giống chồng mình không? Chính là tôi là người đẻ thuê không? Tôi đẻ mà bà. Bà chỉ phục vụ bà đẻ thôi. Mọi người thấy Nam ấy giống ai? Tôi thấy Nam ấy y chang Lucy luôn, không khác gì. Tôi thấy Nami y chang không khác gì Lucy, lúc mà Lucy không make up luôn, nhìn y chang luôn. Make up là không giống rồi trời. Không biết là đứa này thì giống ai. Không biết là em rồng tiếp theo này là sẽ giống tôi hay giống Lucy. À mới đăng lên một cái clip mới mọi người ơi, có gift một quay luôn. Nami giống anh cái máy massage 14 triệu mọi người vô chơi game đi. Mới gọi là cái gì kìa, tặng một cái ghế massage 14 triệu kìa, vô chơi đi kìa. Nha yeah. Giống Tuấn Dương nó không giống tôi. Nami nó chỉ giống tôi cái duy nhất ở trên gương mặt của nó là cái miệng thôi, cái môi. Nó phải cái miệng. Cái mày sao bà kêu chân mày giống bà? Cái mày hơi. Cái mày cũng hơi giống một tí xíu. Cái chân mày là cũng gọi là hơi giống tôi tại vì tôi thấy chân mày. Trên mặt nó chỉ có 4 món thôi má ơi. Mắt, mũi, miệng. Mắt, mũi, miệng chân với mày. Cả cái gì khuôn mặt. Chân rồi mày. Chán. Trời ơi chán nó y chang cái chán vợ luôn. Con gái mà giống chán chồng nó mới mắc cười á. Chồng nhìn hai cái vi đi, cái gì nó đúng là đúng, cái gì nó sai là nó cũng không được đúng, hiểu chưa? Ờ cái chán y chang chán Lucy luôn, y chang cái chán gì vậy là đó, chán dồ ra là dồ nó đẹp ba baby mà. Chán dồ sau cái mặt đúng rồi, người đúng cái mặt bự không? Cái mặt bự này đây là đang bóp mặt rồi. Sao chồng biết? Cái này là đang bóp mặt rồi, mặt bình thường ngoài là tròn y chang Nami vậy đó, điên mặt góc cạnh như thế này. Cái mũi cũng giống, cái mũi cũng như thế này mà. Cái mũi cũng nhỏ giống. Xong rồi cái mắt cũng giống. Cái mắt thì mắt lỗ mắt xịt. Bộ có bán không chị? Bộ này có, trong ngày 30 tháng 3 chị sẽ mở bán. Và đặc biệt chị về bộ này giá gốc là 1.500.000. Chị sẽ giảm về 900.000, 990k tặng luôn cái quần lụa. Chị giá là 700.000. Bộ make up được không? Bộ make up thoải mái. Bộ make up ok. Bộ make up thoải mái đến lúc nhưng đi. Nhưng mà xài những cái mỹ phẩm mà nó hơi lành tính nha mọi người. Chứ đừng có xài những mỹ phẩm mà nó có nhiều hóa chất quá. Xài mấy cái xịn sò này tính bầu đến lúc mà gọi là sao ta gọi là phùng chay đi. Bầu đến vật lý. Bầu đến lúc đi đẻ vẫn make up được bình thường. Ừ tôi tới đó vẫn make up bình thường. Xong thì Lucy cho em hỏi. Người ta mới nói thôi chứ Lucy cho em hỏi váy đính đá cái gì kìa. Váy đính đá hôm chị mặc sinh nhật kìa. Ở đâu kìa. À cái váy đó chị đặt riêng làm cho chị. Stylist làm cho chị nha. Chứ cũng không phải cũng rằng nào. Mọi người hãy lấy kiểu và may lại nhó. Có tiếng ngoan không? Có tiếng ngoan không có là sao? Tiếng gì? Có tiếng ngoan không? Không có tiếng ngoan không? Chắc là có tiếng ngoan không chị? À sao mình quên lấy tiếng ngoan nhỉ? Mẹ em mất duyên là sao ta?
ý là mẹ mất cấp thì em mất duyên, thì bây giờ mọi người nhìn Nam Y đi, tụi nó dành hết hồng hoang của ba mẹ rồi thôi, cũng chả biết sao ý. May là mất cấp lúc có bầu đấy, chứ còn không biết có bầu là sinh ra là không biết tới cái gì nữa. Bầu mà thức khuya quá chị, ai chị mới làm việc xong lên tâm sự với mọi người, lên kêu mọi người vô đăng ký phiên like, tại vì mới vừa livestream xong bên cái kênh của Dương. Trời ơi, đúng, khoe liền. Để tặng luôn. Tặng luôn bây giờ hả chồng? Khoe mọi người túi mới này coi nha, cho mọi người khoe mọi người túi mới làm, mới làm ngay tức thì luôn. Trong phiên live ngày 30 tháng 3 của Lucy là mua một cái túi này mình sẽ tặng một cái charm. Nha, mua cái túi này mình sẽ tặng một cái charm. Đây đây nè, thấy không? Nghe dữ. Mua một cái túi này mình sẽ tặng một cái charm này nha. Cái này là cái charm charm da nha, cái này là cái da da đàng hoàng nha, da đàng hoàng nha, mình làm charm da đàng hoàng nha. Mua một cái túi mình sẽ tặng một cái charm da che lủng lẳng ở đây, rất xinh. Thấy không? Để con này. Xinh không? Quá đẹp luôn mọi người. Mua một túi tặng một charm nha, chỉ gọi là 100 deal đầu tiên. Là có túi tặng charm thôi. Mua một túi tặng một charm, phiên live ngày 30 tháng 3 nha. Xin vía mẹ Nam Y vào bụng. Túi tặng một charm. Em có bán đồ mới của Devil không? Dạ em có bán. Túi đó đeo chéo được. Túi đó đeo chéo được. Trời ơi, túi này đỉnh luôn. Có túi dây, này là đựng laptop được, đi học được, có đi làm dài, được. Dài, và mang nhìn rất là trẻ chứ không phải kiểu bị già nha mọi người. Đeo cho mọi người xem thử. Đây, có đeo như này được này. Ôi không thích đeo này, mọi người đeo lên vai mọi người như vậy này. Trời ơi. Nó cứ phải quả. Nhớ đăng ký sự kiện để nhận charm nha mọi người ơi. Đẹp chưa? Nhớ đăng ký sự kiện để mua túi được nhận charm nhá. Nhớ đăng ký sự kiện nhá, phải đăng ký sự kiện thì anh mới mua túi à, thì mua túi anh mới tặng charm. Đặc biệt thôi, đặc biệt dành cho sự kiện của Lucy thôi. Đứng lên em xem bộ chị mặc. Ôi em nhìn em ghiền luôn. Bộ này á, mua không một cái giá này của Revel luôn, mới nhất của nhà Revel. Rất rẻ. Nhớ giá hôm đó là chị gọi. Cái túi đấy cho Nami vào được. Tóc sang nha mọi người luôn. Cái túi này cho Nami vào được luôn ấy. Có vòng tay lưu gem có luôn. Trời má, em giá rẻ lắm. Đẹp dữ kìa, nhìn thấy giống có bầu không? Ơi, Lucy đồ thiết kế ra, Lucy mặc bộ nào nhìn không bao giờ phát hiện ra là có bầu. Thật sự, không bao giờ phát hiện ra có bầu. Mê bầu, cách... xin chào mọi người thêm lần thứ hai. Mê cái cách chị Lucy tổ chức sinh nhật mà không được thổi nên. Chính là tất cả mọi người phải vô ngày 30 để chúc cho mình thổi nến luôn chứ. Tại sao tổ chức sinh nhật lại không được happy birthday to you? Hát lên ơi! Happy birthday, happy birthday. Bán giỏ đi ạ, ngày 30 mới bán, bây giờ chưa có hàng, chỉ có đúng một cái túi mẫu để cho mọi người xem thôi. Ngày 30 mới dành hàng. Cái trang này xinh không, thấy được không? Xinh thế nhờ. Ngày này rất là xinh yêu nhá, rất là xinh yêu. Mình sẽ tự tay mình gài cái này cho mọi người luôn. Nha, tự tay gài cho mọi người luôn. Okay, có khung giờ live bộ đó chị sợ Khanh không kịp. Chắc là khúc đầu vô là lên luôn ấy mọi người à. Lên chung với pyjama đậm đầu. Đừng vừa lát 15 minh. 11 giờ đến khoảng tầm 12 vô giờ đấy. Vô tư em ạ, vô tư. Cứ vô tư. Đừng vừa lát 15 minh không á, vô tư. Trời ơi, đây lấy cho. Vô tư. Mọi người nhớ vô xăng nha. Có thể tiết lộ giá bao nhiêu không? Tại vì cái bộ này chỉ có đúng 100 bộ. Giá hôm đó, cái túi này có giá là 700.000. Nhưng 100 cái đầu tiên về giá 499.000 chưa voucher. Đúng. Ạt voucher 100.000 nhu là nó sẽ xuống còn khoảng 399.000. Voucher hôm đó bự lắm mọi người ơi. Voucher có 100k, voucher đến 27% mà. Mình bán là gần như là không có lời luôn. Chỉ 100 đi đầu tiên thôi, cho trải nghiệm thôi. Bán gần như không có lời luôn. Không có lời luôn. Đăng ký phiên like đi để nhận. Nhưng mà mọi người phải đăng ký phiên like. Tại sao đăng ký phiên like á? Ai mà đăng ký phiên like mà mua chiếc túi này sẽ được tặng thêm một cái charm này nha. Ai đăng ký phiên like mà mua túi sẽ được tặng thêm một cái charm, ok chưa? Ok. Và đặc biệt nếu mà mọi người muốn mua cái giá 399.000, tức là mọi người phải có voucher, thì ấn đăng ký phiên like mới có voucher để mua cái túi này trong ngày 30 tháng 3. Nha, yeah, đây. MacBook đây, Pro đây. Nè. Pro đây, MacBook vừa y chưa? Vừa y chưa? Đây MacBook Pro đây, dư giả. Dư giả nhá. Dư giả chưa? Rất rộng, dư giả cho đi học, đi làm, đi đủ thứ luôn, thay ba lô luôn nhá. Bây giờ mọi người đi học mọi người không cần mang ba lô, mọi người mang cái túi này nhìn rất đẹp, rất sang. Túi anh làm bằng da xịn nên là cực kỳ đứng form, không có ọp ẹp như những cái túi trên thị trường khác. Nha. Túi rất xịn nên mọi người thấy không? Rất đứng form không? Đúng. Rất đứng form. Không bao giờ bị ọp ẹp, lúc nào nó cũng phồng ra đẹp như này, luôn luôn giữ form như này.
đăng ký như nào á, đây để chỉ mọi người đăng ký nhá. Mọi người bấm vào cái thẻ, bấm vào cái gọi là Lucy Nguyễn ở ngay đây này. Đấy, bấm lấy Lucy. Em đăng ký 3 nick luôn. Em đăng ký 3 nick. Em mua 3 cái túi, anh tặng em 3 cái chai. Được chưa? Xuất sắc. Đó. Đấy, là bấm vào Lucy Nguyễn này, nó có một cái sự kiện like này. Đấy, mọi người bấm vô sự kiện like rồi mọi người ấn đăng ký này, nút đăng ký đỏ đỏ này. Ấn nút đăng ký nó hiện lên một cái tích xanh, tức là mọi người đã đăng ký rồi. Đó, nó hiện lên một cái tích xanh, tức là mọi người đã đăng ký rồi và voucher đã tự động add unique mọi người rồi. 2 triệu tiền voucher mọi người ơi, 2 triệu tiền voucher set nỉ có bán không? Sold now toàn bộ set nỉ rồi. Yeah. Sold now toàn bộ set nỉ rồi, không mấy bán áo thun thôi, còn áo thun thôi. Đây cho mọi người xem cái nữa, áo thun đính hột. Lần đầu tiên vô ra luôn. Lấy cho anh áo thun đính hột. Thôi. Mới restock. Mới chỉ restock. Dành cho phiên live. Chỉ dành cho phiên live của Lucy và đặc biệt có một cái giá chưa bao giờ có. 299.000 chưa ạt vào chờ. Là ăn mừng vừa sinh nhật vừa có tin vui mọi người ạ. À. Ăn mừng vừa sinh nhật vừa có tin vui thật đấy. 299.000 nhá, chưa ạt vào chờ, ạt vào chờ 70.000 nhô nước còn 230.000. Áo đính đúng hột. Đúng rồi chồng. Đúng rồi. Sao rẻ vậy? Vợ kêu cho vợ mà. Ý là cho vợ tưởng đâu chồng đạp cho vợ giờ còn 299.000 chưa ạt vào chờ luôn. Ai mà đăng ký phiên live mới có vào chờ thì thế cho nó nhanh. Nhưng mà phải đăng ký à? Ừ, phải đăng ký phiên live. Đấy, 299.000 chưa add vào chờ nhá, add vào chờ vô còn đúng 230.000. Đảm bảo. Ôi trời, nhưng mà add vào chờ vô còn đúng 230.000. Nếu không có vào chờ thì cũng là 299. Ừ. Đúng 230 đến 240, 230 đến 240 nha. 230 đến 240. Có 300 cái. 300 cái à? Eo mùi thế nhanh lắm. Là cái rẹt là để hết 300 cái. Nay có về nhất không anh? Nay anh cảm giác thôi. Nay anh cảm giác là chắc là anh cũng top nhất. Top 1 hoặc top 2 chứ anh cũng khó top 3 lắm em ạ. Top 1 top 2 anh nghĩ hôm nay anh sẽ top 1 hoặc top 2 đấy. Chứ anh nghĩ là không top 3 đâu. Nhưng mà thường cái mình nghĩ với cái sự thật nhiều khi nó cũng giống nhau. Để mình vẫn phải coi. Cái gì hôm nay không có giỏ hàng à? Không có tính đơn rồi. Ngày 30 nha mọi người. Ngày 30 túi anh cầm là của hãng nào á? À anh tự làm em ạ. Đây. Của brand anh. Anh tự làm. Của brand anh. Của brand anh á. Brand anh á, ngày 30 anh có bán luôn. Anh có bán là tặng kèm tram cho những ai mà đăng ký sự kiện live. Đó, bình thường là cái túi nó không có tram là nó sẽ như vậy nè. Có 300 tram đúng không mọi người ạ? Có 100 cái. Ủa có 100 cái hả? Mỗi chồng kêu 300. Nên là 100 người đầu tiên mua mà đăng ký sự kiện live thì sẽ được cái túi này. Ôi, nên là nhớ đăng ký sự kiện live thế. Nhớ đăng ký sự kiện live, tỷ lệ chọi nhiều lắm ấy. Tỷ lệ chọi là rất đông ấy. Không kịp đúng không chồng? Không kịp đâu, cái này là phải làm thủ công. Ờ, sẽ không kịp mọi người ơi, muốn tặng nhiều hơn cũng không có để tặng nữa. Cái này làm thủ công ấy. Có, ngày 30 là có xếp chuyện mặt nha. Giá cả xếp là khoảng tầm 2 triệu á mọi người ơi. Giá cả xếp là khoảng tầm cả xếp như là áo và quần, áo là đã 1,5 triệu rồi, quần là thêm khoảng tầm 690 nữa là cũng phải là hơn 2 triệu á, mà hôm đó chị sẽ về chỉ có là khoảng tầm 900 mấy cho mọi người mua thôi, và chị chỉ có 100 deal thôi, đúng 100 deal, không có may kịp mọi người, không có hàng về kịp để mà số lượng nhiều hơn ấy. Nên là cả nhà vô đầu like. Hôm nay anh chị không bán hàng à? Hôm nay anh chị mới bán xong. Cái gì mới bán xong hôm nay? Hôm bữa là chị đặt ở bên Facebook nhớ, là người ta reorder bên Facebook của chị là phải 200 set. Giờ là chị phải trả bên đó nữa, nên là bên Facebook. Bên ở lộn đặt đây nói chữ đó. Bên TikTok là còn đúng 100 set thôi. Ngày 30 có biết không? Có biết không hay quen hết hàng. Em biết hết hàng rồi, quen đây vò. Chắc là khoảng tầm có khoảng tầm vài 10 20 chiếc Elvis mọi người. Chị cũng đang sắp xếp đổ hàng qua em để bán. Đang sắp. Có cho fit không anh chị? Lần này có Karata nha mọi người ơi. Có Karata về đầu 4, giá siêu hồi luôn. Chưa bao giờ có Karata về đầu 4, mình nó không bao giờ sale luôn. Có Karata nhưng mà là trong fit lại không có lên cho fit. Có Elrever không ạ? Có Elrever, hai mẫu của nhà Elrever luôn. Bao cháy mọi người ạ, à, bao cháy. Bao cháy nha. Mọi người nhớ đăng ký sự kiện like nha. Ngày 30 có Elbit đi chị ơi, muốn ok. Vậy thì chị lên cho mọi người khoảng tầm 3 deal Elbit nha. 3 deal nha. Nhớ đăng ký sự kiện like để gọi là voucher tự động add vô này. Rồi mua hàng thì sẽ được thêm quà này.
rồi nói chung là cũng nhiều quyền lợi khác khi mà đăng ký sự kiện live, đặc biệt là sẽ có 2 triệu tiền voucher để mọi người mua đồ thoải mái. Em mê pyjama nhà chị lắm luôn, hôm đó chỉ có hai cái pyjama mới. Lấy pyjama mới cho anh đi, có một cái bên đây thôi, còn một cái lấy một cái bộ xanh. Pyjama mới đi. Còn cái màu cam đâu? Pyjama sập sàn không vợ kìa, pyjama sập sàn không? Sập sàn chứ, 100 deal đầu tiên sẽ về 299 nha mọi người. Đúng 100 deal là hết luôn. Là sao?